Mạng xã hội Việt đang đồng loạt xôn xao trước thông tin nữ ca sĩ Bảo Anh công khai em bé 13 tháng tuổi lên mạng xã hội, dù đã vội xóa ngay lập tức nhưng đều không thể qua mắt cư dân mạng. Ai nấy cũng đều sốc, cho rằng tin đồn cô sinh con là thật. Sáng ngày 23 tháng 4, mạng xã hội xôn xao thông tin Bảo Anh chính thức công khai nhóc tì đầu lòng sau hơn một năm giấu kín bưng. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải video một bé gái xinh xắn, có đôi mắt tròn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu kèm dòng trạng thái đầy yêu thương, tình yêu bé nhỏ 13 tháng tuổi đã biết đi rồi. Đây là lần đầu tiên Bảo Anh công khai khoe ảnh một em bé, số tuổi của nhóc tì cũng tầm thời gian nữ ca sĩ vướng tin đồn đã lên chức mẹ bỉm. Tuy nhiên, nhanh như chớp Bảo Anh có động thái gây tò mò chính là xóa đi bài đăng kia trên trang cá nhân. Cách đây hơn một năm, ca sĩ Bảo Anh cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người khi vướng tin đồn sinh con đầu lòng. Thời điểm đó, nữ ca sĩ bị soi những dấu hiệu quen thuộc của hội mẹ bầu như hạn chế lộ diện, mặc đồ rộng, vóc dáng tròn trịa. Trong dịp Tết 2023, Bảo Anh không cập nhật ảnh mới mà chỉ đăng những khoảnh khắc cũ bên gia đình vào những năm trước đó. Bởi lẽ vào thời điểm này, trên các diễn đàn showbiz xuất hiện các tin đồn Bảo Anh sinh con đầu lòng. Bẵng đi một thời gian, đến tháng 6 năm 2023, Bảo Anh trở lại với live show vô cùng hoành tráng. Trong lần tái xuất này, nữ ca sĩ diện những chiếc váy dạ hội ôm sát càng để lộ rõ vòng hai khác lạ. Thậm chí, nhiều netizen còn bình luận sắc vóc của nữ ca sĩ giống với những phụ nữ vừa sinh con không lâu. Tại đây, nữ ca sĩ bị một khán giả hỏi trực tiếp, chị có sinh em bé không? Cô bật cười và đáp lại bằng một câu hỏi ngược, bây giờ nếu sinh em bé mọi người có yêu Bảo Anh không? Không sinh có yêu không? Khán giả có mặt đồng loạt hô to có, Bảo Anh nói, vậy thôi cứ tập trung yêu đi. Để nhanh chóng kết thúc tình huống này, nữ ca sĩ vội quay lưng và trở về sân khấu để tiếp tục phần trình diễn. Tính đến thời điểm này, đây là lần duy nhất Bảo Anh đối mặt với tin đồn sinh con. Cũng tại chương trình, Bảo Anh đã nói về việc đã ở ẩn một khoảng thời gian khá dài, đến mức cư dân mạng đồn đoán cô nghỉ dưỡng thai và vừa mới sinh con cho đại gia ngàn tỷ. Đối với nghệ sĩ, 8 đến 9 tháng không phải là một thời gian dài. Lúc tôi vừa ra từng là của nhau được 1 đến 2 tháng, mọi người đã hỏi nhạc mới rồi. Đôi khi tôi thấy sự vội vàng đó khiến người nghệ sĩ không đủ thời gian để tìm kiếm bài hát phù hợp, nuôi dưỡng cảm xúc. Thậm chí nếu thời gian nghỉ dù 1 đến 2 năm tôi cho là cũng không lâu. Đó là giai đoạn để nghệ sĩ có không gian tìm được thứ họ thực sự muốn đưa đến cho khán giả. Tôi không muốn mình vội vàng, sợ hãi phải ra sản phẩm kẻo khán giả quên, làm thế thì mình không còn là mình nữa. Không phải bao lâu mới ra sản phẩm, mà sản phẩm đó như thế nào mới quan trọng. Nếu bạn mất 2 năm để ra một sản phẩm mà nó hay, thì thời gian đó không vô ích. Còn nếu 1 đến 2 tháng ra một sản phẩm mà nó không chất lượng, thì nó cũng không mang ý nghĩa gì hết, ca sĩ giải thích. Tháng 2 năm 2023, cả hai lộ bức ảnh khóa môi tình tứ với Vũ Công kém 7 tuổi. Thế nhưng sau đó không lâu thì người tình tin đồn Bảo Anh đặt chế độ độc thân, từ chi tiết này netizen cho rằng cả hai đã tan vỡ. Nghệ sĩ không chỉ riêng Bảo Anh sẽ có cuộc sống cá nhân, đa số chúng ta đều có cuộc sống nằm ngoài công việc. Giai đoạn nào đó, tôi chắc chắn sẽ chia sẻ bằng tất cả niềm hạnh phúc, sự vui vẻ và chân thành nhất. Tôi không để mọi người suy nghĩ, đoán hay tò mò để làm gì. Đây là thời điểm tôi muốn mọi người tập trung ủng hộ dự án mới của tôi, Bảo Anh từng chia sẻ.